làng chuyên gia The Oasis tọa lạc tại Thuận An, Bình Dương. Được đầu tư bởi Công ty Cổ phần Quốc tế Bắc Sài Gòn và Tổng công ty BKMX IDC. Trong dự án này, CMD đảm nhiệm thầu thi công các hạng mục nhôm kính cho khu biệt thự làng chuyên gia The Oasis. Trực tiếp thiết kế và thi công cửa nhôm kính, lan can, mặt dựng, vách tấm kính, trang trí nội thất nhôm kính cho các căn biệt thự tiêu chuẩn. Dự án được xây dựng với quy mô 622 biệt thự sang trọng, bao quanh bởi những căn nhà phố xinh đẹp. Tọa lạc trên khu đất rộng 22,2 hectare phủ cây xanh và hoa của miền nhiệt đới. The Oasis gồm 3 loại biệt thự chính là biệt thự song lập, biệt thự liền kề vườn và nhà phố. Tất cả các căn biệt thự, nhà phố đều có nhiều cửa sổ hướng ra ngoài để thu hút ánh sáng, gió và không khí thiên nhiên vào trong. Nét nổi bật của The Oasis chính là hiện đại, tiện nghi, độc đáo. Sự đồng điệu của những biệt thự, nhà phố xinh đẹp với nội thất sang trọng, vật liệu nội thất nhôm kính cao cấp. Nơi đây không chỉ đơn thuần để ở, mà còn là nơi để bạn tận hưởng một không gian sống yên bình với thiên nhiên. Bằng sự chuyên nghiệp, nhiệt huyết và đam mê trong lĩnh vực nhôm kính, CND cam kết mang đến cho khách hàng của mình những trải nghiệm về sản phẩm và dịch vụ hàng đầu.